cái giải từ 0 lên tới tận 120 cho tới hơn 120 km một giờ, mình vẫn thấy cái sự mượt mà này ở cái hộp số. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng mình quay trở lại với trang autozone.vn. Và ngày hôm nay thì Tâm sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc xe mà phải nói là mình thích thú nhất của hãng Suzuki. Đó chính là chiếc Suzuki Swift. Thực tế thì cái xe này nó ra mắt cũng đã lâu rồi, nhưng mà đến mãi ngày hôm nay thì mình mới có cái cơ hội để mà trải nghiệm nó thực tế trên một cái chặng đường dài trong nhiều ngày. Và thật sự là quá thích nó đi, cho nên là ngày hôm nay mới phải làm một cái clip review nhanh về chiếc xe này để có thể gửi đến các bạn những cái thông tin, những cái nhận định của cá nhân mình về chiếc Suzuki Swift. Thực tế thì ngay từ cái thế hệ trước đó, đây là thế hệ thứ hai mà Swift được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Thực tế thì trước đó ở thế hệ đầu tiên thì mình đã dành một cái tình cảm rất là lớn cho cái chiếc Swift này rồi. Và không phải riêng cá nhân mình đâu, có rất là nhiều người, anh em, bạn bè cũng đã đánh giá rất là cao mẫu xe Swift của Suzuki, đặc biệt là tại thị trường châu Âu, nơi mà Swift đã làm nên những cái thành công và làm nên tên tuổi của cái thương hiệu Suzuki, một cái thương hiệu khá là nhỏ của Nhật Bản. Đến với thế hệ này, thực tế mà nói, chiếc xe này các bạn nhìn kỹ đi, nó sẽ không giống với lại bất kỳ những cái mẫu xe nào tương tự trong cùng phân khúc. Nó là một cái thứ gì đó rất là riêng. Và cho nên là khi mà so sánh chiếc xe này để làm nổi bật các cái ưu điểm hay là các khuyết điểm của nó, thì mình chỉ có thể so sánh nó với chính cái người tiền nhiệm, tức là chiếc Suzuki Swift thế hệ trước. Và khi mà mình chiếc xe này ra mắt trên thế giới cũng như là tại Việt Nam á, thì mình rất là hoài nghi bởi vì nhiều thứ. Nó sẽ có hai thứ thay đổi khá là khác biệt giữa cái Swift đời mới và cái thế hệ trước, đó chính là thiết kế và cái động cơ. Các bạn có thể nhìn thấy là ở cái thế hệ này, cái thiết kế của chiếc xe nó đã có cái sự thay đổi rất là nhiều. Nhìn nó thông dụng hơn, nó bớt đặc trưng của cái Swift đời trước, và nhìn nó có vẻ là nó nhỏ con hơn so với lại cái người tiền nhiệm của mình. Và cái điểm đặc biệt mà làm cho cái thiết kế của Swift nó trở nên rất là giống với là một cái mẫu xe rất là đình đám, đó chính là chiếc Mini Cooper. Nó nằm ở đâu? Các bạn có thể nhìn thấy một cái điểm mà nó đập vào mắt mình đầu tiên luôn, đó chính là cái cột chữ A. Cái cột chữ A của Swift nó cũng giống như Mini Cooper, nó đứng, nó không có lài giống như là những cái mẫu xe mà mình thường ta thấy, mà nó đứng hơn. Và nếu mà nhìn ở một bức tranh tổng thể hơn thì mọi người sẽ thấy là cái thiết kế này ở phần ở phía dưới á, thì nó bo tròn, ở phía trên á, thì nó có trông có vẻ nó vuông vức hơn. Đây là một cái sự kết hợp cũng có phần hài hòa nhưng mà khá là thú vị, bởi vì giữa những cái đường cong mềm mại và những cái đường vuông vắn thì lại cùng nằm trên một cái xe. Chúng ta cảm thấy là cái phần thân dưới này và cái phần thân trên của chiếc xe nó tách biệt với nhau luôn. Ở dưới thì rất là mềm mại, rất là nhiều đường cong, nhưng mà ở trên thì lại vuông vức. Vậy thì ưu điểm của cái việc thiết kế cái hình thù này nó là gì? Nó có hai cái điểm lớn nhất mà mình thấy. Thứ nhất đó là về thẩm mỹ, thì cái việc mà cái thân xe ở dưới được bo tròn á, thì nó lại phù hợp với là nhiều đối tượng khách hàng hơn. Giới tính nào, độ tuổi nào thì cũng sẽ cảm thấy là ok, nó rất là trung tính. Còn về cái phần thiết kế vuông vắn ở trên thì nó đem lại cái sự cứng cáp mạnh mẽ. Và đặc biệt hơn, cái ưu điểm thứ hai đó chính là cái khoảng không gian bên trong xe. Bản bên khoảng không gian bên trong xe, chúng ta sẽ có cảm giác là vì nó vuông cho nên ta sẽ có một cái không gian rất là rộng và một cái tầm nhìn rất là tốt. Các bạn có thể nhìn thấy được cái phần kính ở xung quanh, những tấm kính rất là lớn, dù rằng cái xe này nó rất là nhỏ nhưng mà kính trước, kính sau, bốn cái kính cánh cửa, nó cho chúng ta một cái tầm nhìn rất là bao quát. Và điều đó nó hỗ trợ cho cái việc điều khiển chiếc xe này trong phố, luồn lách qua những cái cung đường hẹp, hoặc là khi mà giao thông đô thị, nó thật sự rất là hữu ích. Một cái điểm khác biệt trong thiết kế so với lại thế hệ trước đó chính là cái tay nắm cửa ở cái thế hệ này. Các bạn có thể thấy là bây giờ mở cửa trên này, nó không còn là nằm ở dưới cái cánh cửa xe nữa mà nằm trên gần cái cục C. Thì cái kiểu thiết kế này nó không mới. Cá nhân mình thì cũng không thực sự thích cái kiểu này. Nhìn nó có vẻ thể thao hơn là vì sao? Vì nó giấu cái tay nắm cửa đi các bạn. Chúng ta nhìn từ bên hông, chúng ta chỉ thấy có hai cái tay nắm cửa phía trước thôi. Nó có hơi hướng là kiểu nó hơi thể thao một tí, giống kiểu giống như là xe hai cửa vậy đó. Nhưng mà khi mà thao tác lên xuống xe thì mình không thấy nó tiện ích hơn là cái kiểu truyền thống. Cho nên là đây là một cái điểm khác biệt. Nhưng mà cá nhân mình thì không đánh giá nó cao. Còn tùy các bạn, có thể là mỗi người sẽ có một cái đánh giá khác. Các cái công nghệ đèn thì trên thế hệ này mình phải đánh giá là đẹp. So về tổng thể, ngay từ đầu khi ra mắt
mình rất là hoài nghi, bởi vì mình quá thích cái thiết kế cũ của chiếc Swift đi, cho nên khi mà ra cái thế hệ này á thì mình hơi phân vân một tí. Mình thấy nó có vẻ nó hiền quá, nó không còn đặc thù, nó không còn sự đặc trưng giống như cái thế hệ trước đó nữa. Nhưng khi mà nhìn vào chi tiết và đặc biệt là nhìn thực tế cái xe ở ngoài, thì chính cái bộ đèn trước hay là cái bộ đèn sau với công nghệ LED thì mình lại cảm thấy là nó mang một cái tính chất rất là thời đại, nó rất là hiện đại các bạn. Rồi, về phần động cơ, Swift được trang bị một cái khối động cơ cũng gây hoài nghi. Thế hệ trước chúng ta có một cái động cơ 1.4 lít, nhưng thế hệ này thì động cơ nó chỉ còn lại dung tích là 1.2 lít. Điều này bản thân mình và các cái fan hâm mộ của Swift trên toàn thế giới cũng như là Việt Nam rất là phân vân với cái khối động cơ 1.2, thì liệu chăng chiếc Swift mới có đáp ứng được, nó có còn duy trì được cái tính thể thao mà thế hệ trước nó nêu bật ra không? Ok, bây giờ Tâm xin mời các bạn cùng với mình khám phá khoảng vô bên trong và trải nghiệm chiếc xe này để tìm ra câu trả lời cho cái sự khác biệt về động cơ. Bước vào bên trong khoang cabin của chiếc Swift thì thật sự là cái về mặt cái khoảng không gian chưa bao giờ Swift làm mình thất vọng ở cả thế hệ cũ và thế hệ này. Cái không gian bên trong thật sự rất là rộng, nó không nằm ngoài cái dự đoán và cũng không nằm ngoài những gì mà mình vừa mới chia sẻ với các bạn. Đó chính là cái khoảng không gian nhờ cái thiết kế ở phần trên thân xe nó vuông vức, cho nên các bạn thấy nè, cái khoảng sáng đầu rất là tốt, không gian bên trong nó cảm giác nó rất, thật sự nó rất là rộng ở kể hàng ghế trước và hàng ghế sau luôn. Về thiết kế, về táp lô vô lăng thì cái đập vào mắt mình đầu tiên đó chính là cái vô lăng được thiết kế đi sáp với cạnh dưới được vát bằng. Điều này nó làm nổi bật cái tính thể thao của chiếc xe lên. Vô lăng thì được bọc da, cái màn hình này mình rất thích, không biết có thể là do cái kiểu của mình đó, mình rất là thích những cái gì đó nó mang đến chất là nó classic một tí, cho nên là cái kiểu thiết kế hai cái đồng hồ, một bên là đồng hồ tua máy động cơ và một bên là đồng hồ tốc độ, nó rất là trực quan với cái nền màu bạc và một cái viền đèn LED màu đỏ xung quanh. Thật sự là nó cho thấy cái cảm giác nó rất là thể thao và nó rất là trực quan, rất là thật. Và một cái màn hình hiển thị thông tin ở giữa thì đây chỉ là trắng đen thôi, nhưng mà cái khả năng hiển thị của nó mình đánh giá là tốt. Nếu như cái màn hình này được cải tiến lên một cái màn hình màu thì mình nghĩ nó sẽ bắt mắt hơn và nó sẽ trở nên đẹp hơn. Về táp lô thiết kế của Swift thì nó là sự pha trộn giữa các cái đường tròn, ví dụ như là cánh gió của hệ thống điều hòa hay là các cái đường nét vuông vức của cái hệ giải trí ở phía trong. Thì thực tế mà nói là nó hơi uổng các bạn, hơi uổng bởi vì cái màn hình này nó quá nhỏ. Bây giờ các bạn thấy được cái khung của hệ thống giải trí được chừa rất là lớn, nhưng nếu như mà mình nghĩ nó phải lắp được một cái màn hình tầm phải 10, 11, 12 inch ấy. Đó, mà hiện tại thì chúng ta vẫn chỉ có một cái màn hình 7 inch. Điều này nó lại làm cho cái viền của cái màn hình ấy lại quá to, bị dư thừa và mình cảm thấy là nó hơi uổng. Nó làm cho cái nội thất xe bị xấu đi bởi vì chính cái màn hình 7 inch này. Tuy nhiên thì đây là một cái màn hình của Clarion. Clarion là một trong những cái thương hiệu đến từ Nhật Bản mà được rất nhiều những cái hãng xe của Nhật tại Việt Nam ưa chuộng. Và thật sự về chất lượng âm thanh, về độ hiển thị hoặc là cái tốc độ phản hồi của cái cảm ứng thì đối với mình thì Clarion nó không quá xuất sắc, nhưng mà không có gì để chê cả. Nó thật sự là một trong những cái màn hình chất lượng. Ở phía dưới chúng ta có hệ thống điều hòa một dàn lạnh. Cái đây là được tối giản nhất, bởi vì các bạn nên nhớ là đây là một cái xe rất nhỏ nhé, để sử dụng trong đô thị, cho nên là chúng ta sẽ không có nhiều không gian ở bên trong. Nhưng mà cái cách bài trí này thì nó cũng rất là rõ ràng. Chúng ta có một cái màn hình nó hiển thị gần như là đầy đủ hết, trắng đen thôi, nhưng mà mình rất thích, nó rất trong. Cái mặt kính này không biết làm bằng gì mà nó rất trong, rất là dễ nhìn. Nó hiển thị nhiệt độ nè, lấy gió trong gió ngoài nè, hệ thống điều hòa có hoạt động hay không và mức gió. Thì về chỉnh mức gió thì chúng ta có một cái đồng hồ, chúng ta có một cái phím tròn ở bên trái, và chỉnh nhiệt độ thì chúng ta có một cái phím ở bên phải. Nó cũng không có cái gì các cái chế độ hoặc là không có gì quá đặc biệt, nhưng mà mình đang muốn chia sẻ với các bạn đó là chính là cái thiết kế của nó rất là hài hòa với cái xe này. Chúng ta có một cái hộp số vô cấp CVT. Mình sẽ để dành cái hộp số này để chia sẻ với các bạn ở trong cái phần trải nghiệm thực tế trên đường. Mình thật sự cực kỳ ấn tượng với cái hộp số CVT trên chiếc Swift. Chúng ta có một cái bệ tì tay.
Cái điểm đáng chê đó là bệ tì tay này thì nó bằng nhựa cứng, cho nên cái cảm giác khi chúng ta ngồi á, nó không thật sự là thoải mái. Dĩ nhiên là có cái bệ tì tay có thể trượt tới trượt lui như thế này thì nó đã là một cái trang bị mà tiện nghi rồi. Nhưng nếu mà thêm một tí ti nữa, chúng ta không cần phải bọc da đâu, nhưng mà ý là chúng ta có thêm một cái mút, một cái nệm gì đó trên này thì Tâm nghĩ là nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Dù rằng Swift là một cái xe để đi đô thị, nhưng mà thực sự là các cái ghế ngồi trên cái Swift mình đánh giá rất là cao. Mình đã chạy một mạch từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang rồi quay ngược trở về thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày thôi, thì không có cảm giác mệt mỏi hay là đuối sau khi một cái hành trình dài và bước xuống xe. Thường một cái xe mà chúng ta leo lên ngồi, chúng ta lái một chặng dài rồi chúng ta bước xuống mà chúng ta có thể uể oải thì cái xe đó thật sự nó không tốt. Nhưng mà trên Swift thì nó lại không có cái tình trạng nó xảy ra, mình vẫn thấy mình rất là bình thường. Ngồi ghế này khá là êm, dù rằng ghế này là ghế nỉ cao cấp chứ không phải là được trang bị bọc da, nhưng mà cái chất liệu cũng như là cái màu sắc của nó các bạn rất đẹp. Nếu là mình là chủ xe, mình mua chiếc xe này thì mình cũng sẽ không có cần phải đi thay nệm da để làm gì đâu. Cái nội thất này đối với mình nó rất chuẩn và rất đẹp rồi. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu trải nghiệm chiếc xe này. Tâm muốn dành thời lượng nhiều của cái clip ở cái phần trải nghiệm, bởi vì sẽ có rất nhiều thứ mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn về chiếc xe này. Đầu tiên, cái thứ mà làm mình cực kỳ ấn tượng đó chính là cái hộp số CVT. Bản thân mình nhé, mình đã từng lái qua rất nhiều xe mang hộp số CVT rồi. Hộp số vô cấp thì nó cũng không phải là cái thứ gì mới mẻ. Và xưa giờ, thật lòng mình chưa bao giờ thích một cái hộp số CVT nào cả. Bởi vì cái tính mình thì là rất là thích cái thể thao êm ái, thì các bạn có thể nhìn thấy đó, các cái hãng xe êm mà thuộc dạng hàng đầu bây giờ, ví dụ như Rolls-Royce, những siêu sang hoặc những xe siêu sang, hoặc là Mercedes hay là BMW, họ cũng không sử dụng hộp số CVT. Cho nên là ưu điểm về êm thì chắc chắn nó sẽ có, nhưng mà thực sự là nếu như là một cái hộp số tự động biến mô mà đủ tốt thì nó cũng êm thôi. Tuy nhiên, riêng cái hộp số CVT trên chiếc Swift này, mình không có gì để bàn luôn, không có gì để chê luôn. Nó thật sự là tuyệt vời. Mình đánh giá cực kỳ cao. Đây là, có lẽ đến giờ phút này, nó là cái hộp số CVT hiếm hoi mà mình lại có ấn tượng tốt đến như vậy. Khi mà mình lái chiếc xe này đầu tiên lên thì mình thấy là ok, một cái động cơ 1.2 lít 83 mã lực tại 6.000 vòng 1 phút, 113 Nm tại 4.200 vòng 1 phút. Một cái con số rất là bình thường. Cho nên là mình không kỳ vọng về khả năng tăng tốc hay là khả năng vượt xe khác trên đường trường. Tuy nhiên thì khi mà chạy cái xe này mình bất ngờ. Nó bất ngờ không phải vì nó quá mạnh các bạn, mà cái sự mượt mà của nó, cái khả năng tăng tốc của nó. Nó không phải là đạp cái là dính ghế hay là tăng tốc nhanh hay gì cả, nhưng mà nó rất mượt mà và nó rất smooth, rất đều. Khi các bạn thốc ga vào thì cái xe đẩy đi một đoạn rất dài và rất đều. Và khi chúng ta thắng rồi lại ga rồi lại thắng, đặc biệt là khi chúng ta muốn đi trên đường quốc lộ mà chúng ta muốn qua vượt mặt những xe khác á, thì chúng ta sẽ làm cái hành động này. Khi mà cái xe bị mất trớn á, chúng ta đạp nó lên lại á, thì thật sự là cái xe nó phản ứng rất là tốt. Từ cái giải từ 0 lên tới tận 120 cho tới hơn 120 km/h, mình vẫn thấy cái sự mượt mà này ở cái hộp số. Đây là cái điểm mà thật sự là phải khen, phải dành một lời khen rất lớn cho cái hộp số CVT của chiếc Suzuki Swift. Về động cơ thì động cơ của chiếc Swift này, mình đã nói nó là cái sự hoài nghi, bởi vì thế hệ trước đó sử dụng một cái động cơ 1.4 lít rất là mạnh mẽ. Rất là nhiều những người khách hàng cũ đã đi Swift, khi mà thấy cái chiếc xe này ra 1.2 thì họ đã cười, bởi vì vậy thì đây là một bước lùi chứ không phải là một bước tiến. Mình cũng hoài nghi điều đó, cho nên là trên cái Swift mới này mình rất quan tâm về cái động cơ. Thứ nhất là nó có yếu hay không, nếu có thì nó yếu có nhiều so với lại cái thế hệ trước hay không. Thứ hai là dĩ nhiên khi giảm dung tích lại như vậy thì cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu nó sẽ tăng lên, nhưng nó có thật sự tiết kiệm hay không, và nó có đáng để chúng ta đánh đổi cái cảm xúc khi chúng ta lái xe từ 1.4 về 1.2 hay không, thì đây là câu trả lời sau khi mình di chuyển một đoạn đường dài từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang rồi quay ngược trở về thành phố Hồ Chí Minh, và phải ngay lập tức làm một cái clip để chia sẻ với các bạn. Về sức mạnh trước, thật sự thì dĩ nhiên
cái công mức công suất của cái động cơ 1.2 này nó sẽ không thể so với lại cái động cơ 1.4 trước đây, nhưng cái sự khác biệt là rất nhỏ và cái khuyết điểm khiếm khuyết đó đã được cái hộp số nó bù trừ rồi. Mức công suất 83 mã lực tại 6.000 vòng ở cái hộp số CVT rất ít khi chúng ta đạt được cái ngưỡng 5.000, 6.000 vòng một phút, nhưng cái sự mượt mà mình đang cảm thấy là cái động cơ này và cái hộp số giống như là sinh ra để dành cho nhau, mọi thứ nó rất là đẹp, rất là ngọt. Điều này nó bù gần như là hết tất cả các khuyết điểm của cái dung tích 1.2. Về mặt tiết kiệm nhiên liệu thì mình thật sự là quá ấn tượng luôn các bạn. Nếu nha các bạn di chuyển 50 km/h, sử dụng cruise control của xe ở mức đó, bảo đảm mức tiêu hao nhiên liệu của xe này sẽ dưới 3.5 lít. Đây là mình khẳng định luôn, mình chắc chắn luôn. Bản thân mình khi chạy đường trường có lúc thì 60, vô đô thị là 60, khi mà ra đường trường thì chạy 90, 80 vân vân, thì mức tiêu hao nhiên liệu nó cũng chỉ tầm có khoảng 3.7, 3.8 lít cho 100 cây. Thậm chí gọi là những cái lúc mà mình đi rất là aggressive, đi rất là bạo lực thì nó vẫn đâu đó quanh 4 lít. Đi mà gọi là chạy để là cho tim quay, hậu quay á, tức là đậu thì vẫn nổ máy, chạy thì là hết ga hết số xong rồi, kiểu như vậy á, thì nó cũng chỉ khoảng 5 lít hơn. Con số quá ấn tượng, cái này là mình phải chia sẻ thật lòng luôn. Chưa bao giờ mình đi một cái xe nào mà mình lại cảm thấy là nó lại tiết kiệm đến như vậy. Nếu nha, mình nói một câu này trong clip luôn, nếu như ai cầm cái xe này chạy đường trường, có là ngoài đô thị, chạy đường quốc lộ 1 mà có thể chạy trên 6 lít được, thì mình cũng phải rất là khâm phục người đó. Mình nói thật, với để chế độ D bình thường nha các bạn, để máy lạnh bình thường mà có thể chạy trên 6 lít được thì mình rất là khâm phục, bởi vì mình đã chạy rất là bạo lực mà nó cũng chỉ quanh 5 lít rưỡi là hết. Thật sự là bó tay với cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu của chiếc xe này. Thì sau khi trải nghiệm thì hai cái sự hoài nghi của mình về cái sức mạnh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu thì nó làm sáng tỏ mọi việc. Cái chuyện mà Suzuki đã bỏ cái máy 1.4 cũ, lắp cái máy 1.2 này lên, đến giờ phút này ngồi đây sau trải nghiệm mình chia sẻ với các bạn, nó thật sự là một việc làm rất là đúng đắn, mình hoàn toàn ủng hộ. Hộp số tuyệt vời, động cơ tiết kiệm cũng tuyệt vời. Về mặt khung gầm, Swift từ xưa tới nay luôn được đánh giá cao. Doanh số Swift bán ra tại châu Âu rất là cao, bởi chính vì nó là một cái xe nhỏ, nhưng mà khi các bạn lái chạy nó, các bạn sẽ không có cảm giác nó là một cái xe nhỏ luôn. Không phải là cái sự cồng kềnh mà là cái sự chắc cú, cái sự đầm chắc của nó. Ai đã lái qua Swift rồi thì confirm dưới comment giúp giùm mình xem những cái điều mình đang chia sẻ đây nó có đúng sự thật hay không. Khi mình đi vào cua với một cái xe nhỏ như thế này, mình đi khoảng 80 km/h, mình vào những cái cua, cái con đường ven biển đó các bạn, thì thật sự là mình lại phải ồ lên. Tại sao nó lại tốt như vậy? Tức là cái khả năng bám đường của chiếc xe vào cua rất tốt. Nó tốt ở đây, dĩ nhiên chúng ta sẽ không thể so được với những cái xe ở phân khúc cao hơn, nhưng chúng ta đang đánh giá nó ở cái phân khúc của nó thì nó thật sự gây bất ngờ. Lúc đầu á, khi mà chọn cái lộ trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang á, mình cũng hơi ái ngại một tí, bởi vì một cái xe nhỏ như thế này, dung tích 1.2 mà cầm đi thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang 500 cây số một chặng đường như vậy, đi cả về là 1.000 cây, mình cũng thật sự là hơi ngán. Mình nói là đi không biết nó như thế nào, mình sợ mệt, mình sợ mình sẽ không thoải mái, mình sẽ không enjoy được cái trip của mình. Nhưng mà phải chia sẻ với các bạn thật tình là đi tới nơi mọi thứ vẫn bình thường, mọi người cảm thấy là ok, cái xe này nó thật sự ngon. Vậy thì nó có điểm nào để chê hay không? Nó vẫn có các bạn. Cái điểm đáng chê nhất đó chính là ở phần cách âm. Nhưng mà cách âm này nó không phải là cách âm môi trường đâu. Cách âm môi trường chiếc xe này ổn. Tức là khi chúng ta đi, thậm chí là đi cạnh một cái container, hoặc là các cái xe ben, hoặc là các cái xe máy mà gọi là của Exeter mà đổ bô đồ á, thì nó vẫn rất tốt. Có nghĩa là cách âm môi trường rất tốt. Mình hay thử bằng cách là mình đi đúng môi trường như vậy, cái mình hay nhích cái cửa xuống một chút. Đó. Nè, đó. Xong rồi cái mình mở cửa lên. Đó. Thật sự là cái độ ồn nó không khác biệt nhiều.
các bạn, cái độ ồn nó khác biệt rất nhiều, cho nên là về cái mặt cách âm, về mặt môi trường á, thật sự tốt. Nhưng cái cách âm từ gầm lên, mà đặc biệt ở đây là mình không hiểu là chiếc xe này đã đi được khoảng hơn 22.000 cây rồi, thì không biết là do lốp nó đã mòn đi hay như thế nào, nhưng tiếng lốp vọng vào trong xe là khá to. Nó là cái thứ mà làm cho mình khá là lăng tăng, vì ngày xưa mình đã từng lái cái xe này một lần rồi các bạn, và mượn của một người bạn lái thử, nhưng mà chỉ chạy quanh dài những gọi là trong đô thị thôi, chạy chậm để trải nghiệm đó thôi. Thì lúc đó khi mà mình chạy thử thì mình đã thấy là cái xe rất êm. Thì những người nào mà đang đi Swift, đặc biệt là cái đời mới này, thì hãy giúp mình, các bạn hãy để lại các cái bình luận, các ý kiến của các bạn đánh giá về nó. Về hệ thống phanh, trên chiếc Swift được trang bị 4 phanh đĩa với ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD. Thì hệ thống phanh này thật sự tốt, mình đánh giá nó rất cao. Và có thể là do cái trọng lượng xe này nó cũng nhẹ nữa, cho nên là khi mà trọng lượng xe nó nhẹ kết hợp với lại cái hệ thống phanh 4 phanh đĩa, mình đánh giá nó rất là cao, rất là tốt. Những cái điểm thiếu sót nó sẽ nằm ở chỗ là chiếc xe này không được trang bị ESP, cân bằng điện tử. Swift cũng rất giống, nó vẫn giữ đúng được cái truyền thống của các cái sản phẩm của thương hiệu Suzuki. Vô lăng nó không quá nhẹ, nhưng nó cũng không quá nặng. Và đặc biệt á, là khi mình đi trong phố, lúc lần đầu tiên mình lên lái xe này, mình đi trong phố tốc độ chậm á, thì mình thấy là vô lăng nó có vẻ nó hơi nhẹ. Nhưng mà khi đi ra đường trường ở tốc độ cao thì vô lăng là một, kể cả cái hệ thống treo khung gầm của Swift nó rất là vững, cho nên mình cảm giác rất là tự tin, và mình cảm thấy là mình rất là enjoy, mình rất là thích cầm lái chiếc xe này. Nói với cái tính của mình á, thì nói nó hơi quá là mình lại rất thích xào trẻ, lái xe theo cái kiểu hơi hổ báo, hơi trẻ trâu một tí ở ngoài đường. Trên riêng chiếc xe này nha, nó cho mình cảm giác đó vì cái sự lanh lợi của nó các bạn, cái sự lanh lợi, cái sự chuẩn xác, và hệ thống phanh nó tốt nữa, cho nên là mình lại làm rất thích làm chuyện đó. Rồi thì đây là những cái chia sẻ nhanh thôi của mình. Lúc đầu mình không dự định sẽ làm một cái clip về cái xe này, nhưng mà sau khi trải nghiệm nó thì thấy là nhất thiết phải làm một clip, vì chiếc xe này nó thật sự khá là thú vị. Và đến giờ phút này mình đã từng lái qua gần như là hầu hết tất cả các cái xe của Suzuki tại Việt Nam rồi, từ XL7 nè, Etiga nè, Seat nè và Swift. Mình đã có cơ hội để mà đi những cái chặng đường xa, thì thật sự Swift đúng là biểu tượng của Suzuki. Ở Việt Nam mình thì có lẽ biểu tượng của Suzuki sẽ là một cái xe tải 500kg Carrier, nhưng mà về xe du lịch thì Swift mới thật sự là những gì mà Suzuki làm tốt nhất. Ở đây là mình dành một lời khen cho Suzuki, và mình cũng là một cái lời khẳng định một lần nữa lý do tại sao Swift lại được xem như là biểu tượng của Suzuki trên rất nhiều cái thị trường thế giới. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video clip này của mình. Mình hy vọng là những cái thông tin về chiếc xe này có thể giúp cho các bạn có thêm những cái suy nghĩ, những cái lựa chọn, có thêm thông tin để khi mà nếu như các bạn có nhu cầu mua một cái xe ở phân khúc này. Thực tế cá nhân mình, nếu như mình có một cái nhu cầu tìm một cái xe ở phân khúc nhỏ gọn để đi vào thành phố, thì mình sẽ mua chiếc xe này. Đây là sự thật, vì mình rất thích nó. Ok, cảm ơn các bạn. Các bạn đừng quên chia sẻ clip nếu như các bạn thấy hay. Các bạn hãy để lại comment, like và subscribe kênh YouTube của trang autozone.vn. Cảm ơn các bạn. Tinh thần và hẹn gặp lại.